Xin chào anh chị, hôm nay Innotech xin giới thiệu cho các anh chị chiếc giá đỡ livestream quay sản phẩm unbox video của Latium. Trên tay em thì đang là cái cây giá đỡ. Ngoài ra thì đi kèm với cây này, nó sẽ còn có hai phụ kiện, đấy là cái kẹp điện thoại, và một cái trục xoay 360 độ để mình linh hoạt trong cái lúc quay. Đó. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn cho anh chị cách sử dụng. Đầu tiên thì anh chị sẽ mở ba chân của chiếc giá đỡ này. Chúng ta mở rất là đơn giản. Đó. Sau đó thì anh chị sẽ vặn, ở đây còn cái ốc, anh chị sẽ vặn. Nè. Anh chị sẽ vặn ra, vặn nới lỏng ra để chúng ta có thể di chuyển cái chân xuống dưới đáy của thân. Chúng ta có thể di chuyển hết cỡ hoặc là di chuyển tùy theo mục đích sử dụng. Đó. Sau đó thì anh chị sẽ vặn chặt nó lại. Đó. Và chúng ta sẽ có thể đặt xuống dưới nền. Đó. Ở đây thì tiếp theo thì chúng ta sẽ thấy ở trên thân này nó sẽ có một cái phần vặn. Đấy, anh chị chỉ cần vặn nối lỏng nó ra là anh chị có thể là kéo dài cái thân. Đối với thân gậy này chúng ta có thể kéo dài được 1m6. Đó. Thì anh chị có thể kéo dài hết cỡ ra tùy theo mục đích sử dụng, xem là bàn mình đang cao đến bao nhiêu. Thì anh chị sau đó thì sau khi xoáy xong thì anh chị sẽ vặn cố định nó lại. Đó. Sau khi vặn xong rồi thì tiếp theo thì chúng ta sẽ đến cái phần em sẽ hướng dẫn mình sử dụng cái tay cầm quay video. Đấy, anh chị sẽ thấy là ở đây nó sẽ có hai phần vặn này, một cái này, cái bên cái vặn tròn này, đây vặn tròn này, anh chị nới lỏng ra để chúng ta có thể di chuyển linh hoạt trên cái phần này, linh hoạt ở đây là tăng độ cao của cái tay cầm, lên xuống của tay cầm. Đấy, anh chị khi mà chúng ta đạt đến cái độ cao mà phù hợp rồi thì anh chị sẽ vặn cố định nó lại. Rồi còn cái phần cái ốc to dài bên này thì nó chính là cái phần vặn tay cầm để chúng ta có thể linh hoạt lên xuống này, lên xuống của tay cầm này rất là linh hoạt. Đấy. quay đó, lên xuống, đưa vào, kéo ra, kéo vào. Đấy, đó chính là cái ốc này. Đấy, sau khi mà điều chỉnh xong rồi thì anh chị có thể vặn tạm cố định nó vào. Rồi. Đây, em sẽ để tạm ở đây. Tiếp theo thì chúng ta sẽ vặn cái trục xoay này vào cái kẹp điện thoại để cố định điện thoại. Thì ở đây cái đối với kẹp này nó sẽ có hai chức năng. Một là đối với anh chị nào muốn quay TikTok, đấy, điện thoại quay thẳng, quay điện thoại để thẳng này thì chúng ta sẽ vặn vào đây. Còn anh chị nào quay YouTube, đấy, quay ngang, điện thoại quay ngang thì anh chị sẽ vặn vào đây. Đấy, thì em có thể em vặn tùy theo cái mục đích sử dụng của mình nhé. Thì anh chị vặn vào rất đơn giản thôi. Chúng ta sẽ xoáy nó vào. Rồi, sau khi xoáy vào rồi thì anh chị sẽ xoáy nó vào cái đầu của cái tay cầm điện thoại này. Đó. Rồi, anh chị sau khi xoáy xong rồi thì anh chị lưu ý là chúng ta xoáy đến đâu thì chúng ta vặn chặt tay thì cái gậy này nó sẽ cố định. Đấy, nếu mà chúng ta vặn mà nó lỏng tay ấy thì khi mà chúng ta lắp thiết bị vào thì có thể nó sẽ bị không ổn định. Nó ở đây thì em sẽ lắp thử đây. Ngoài cái ốc vừa rồi ra thì anh chị có thấy là ở đây ở trên cái phần trục xoay 360 này nó sẽ có một cái ốc nữa để anh chị khi mà anh chị nới lỏng ra thì chúng ta có thể là xoay các góc. Đấy. Khi mà anh chị kẹp điện thoại vào để chúng ta có thể là quay rất là linh hoạt, anh chị thấy không? Để chúng ta tùy theo các góc nhiều. Đó, sau khi mà chúng ta cố định góc rồi thì chúng ta sẽ vặn chặt nó vào để cố định. Rồi, em sẽ vặn thử ra, setup thử cho anh chị xem. Thử cái góc. Rồi, giả sử đây là cái góc mà chúng anh chị muốn quay. Đó. Sau khi mà cố định góc này rồi thì anh chị muốn tăng cái chiều cao này lên thì chúng ta vặn nó ra và chúng ta sẽ đẩy kéo nó lên này. Đấy, để kéo lên rất là linh hoạt, hoặc là kéo ra cơ mà ra vào rất là linh hoạt. Rồi còn cái lưu ý nữa mà hầu hết còn cái lưu ý nữa đấy là để mà anh chị khi mà anh chị điện thoại của anh chị ở đây nặng ấy, đấy, nếu mà chúng ta lắp cái điện thoại nặng vào mà chúng ta lại muốn là kéo dài hết cỡ này ra, kéo dài hết cỡ này ra thì tức là cái đầu của cái kẹp này nó rất là nặng. Đấy, thì chúng ta lưu ý là để làm sao cái tay kẹp này nó phải song song với một cái chân. Đây anh chị nhìn đây, cái chân này có một cái chân thẳng ra này, nó phải song song với tay kẹp thì như vậy thì anh chị mới để được. Còn nếu mà anh chị không để song song với chân ở một cái chân ấy là nó sẽ bị ật ngửa ra ngay. Đấy, như anh chị cũng thắc mắc là mua về tại sao mà lắp điện thoại vào, tại vì điện thoại nặng mà 11 vào mắt vào mắt lắp vào đấy mà nó cứ chân nó không được chắc chắn, bởi vì chúng ta nếu mà chúng ta không để song song này, không để tay cầm song song với cái chân này thì nó sẽ bị dễ đổ. Đây em sẽ xoay thử cho anh chị xem nhé, chị thấy không, cái chân này nó đang không song song với tay cầm này, đây đấy, không song song tay cầm nhé, thì em sẽ để cho anh chị xem. Rất dễ là nó sẽ bị đổ nha. Đấy. Rồi, nếu mà anh chị còn bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào nữa thì inbox ngay cho Innotech thông qua Zalo số điện thoại là 0963563426 để được hỗ trợ giải đáp. Chúc anh chị một ngày thật là nhiều niềm vui.